Bác đã chốt bộ karaoke loa từ Neo Vip về cho hai bác Camry ở công viên Hòa Bình nhé bác nhé. Đây, hai bác đây. Đấy, vâng. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn em. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ông bắt bước bên góc cạnh cầu áo, tình yêu làm sâu đã đi vào cõi nhớ. Thua ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước anh hát điệu hò khoan, tình ơi dở dang những nỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lên lối duyên nghiệp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên đến môi. Người ơi người ơi, quý vị đang trở lại với video của Hiệu Audio. Mọi chi tiết mua hàng lắp ráp và giảm cao kê khai, quý vị liên hệ số điện thoại 0374 68 44 91. Một đôi loa từ Neo Vip 12, một con súp trầm VA40 và 5 thớt karaoke sang trọng. Về cái hình thức bày trong phòng thì các bác đã cảm thấy cái sự sang trọng rồi đúng không ạ? Bởi vì hàng hãng của nó thì luôn luôn là nó thiết kế là dày dặn và sắc nét các bác nhá, dày dặn sắc nét. Đấy, chứ không phải là một số sản phẩm bộ dàn trên thị trường là số lượng đạt số lượng đúng không ạ? Tức là đầy đủ số lượng 4-5 thớt. Đó cũng hình thức rất là bắt mắt, nhưng mà quan trọng đó là chất âm. Chất âm của hàng hãng thì bên Hiệu Audio thì luôn luôn là ưu tiên hàng đầu các bác nhá. Đấy, ngoài cái hình thức đẹp như thế này, sang trọng như thế này, 5 thớt bày trong phòng khách cực kỳ sang trọng, đôi loa VIP 12 Pro quá đẳng cấp rồi, súp trầm VA uy lực đó, bộ karaoke 36.900 36.900 gồm các thiết bị như sau này: một đôi loa từ Neo các bác nhá, đôi loa từ Neo VIP 12 Pro. Đó, bát neo và chép neo các bác nhá, sử dụng bát neo chép neo cho tiếng âm thanh ra nó sạch tiếng, trong tiếng đấy, không bị tạp âm. Và quan trọng là cái bát của nó đập rất là sâu các bác nhá, rất là sâu đấy, rất là sâu, ưu điểm của cái dòng bát từ Neo. Tiếp theo một con súp trầm PA40 uy lực quốc dân với Hiệu Audio bán chạy nhất trong vòng 2 năm qua. Đó, đánh cực kỳ uy lực, bát 40 súp điện. Tiếp theo đến với 5 thớt karaoke sang trọng. Đầu tiên phải kể đến đó là một bộ mic không dây T888 Plus các bác nhá. Thiết kế tay mic sự kiện cầm cực kỳ chắc tay và đầm tay. Quan trọng chất âm rất là hay. Đây, kim loại các bác nhá. Đấy, thiết kế hai tay mic kim loại cực kỳ sang trọng. T888, một con nâng tiếng bổ trợ chuyên tiếng nhạc để tiếng đẩy tiếng nó căng tiếng hơn, tròn tiếng hơn và nó có chiều sâu. VIP 68 luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu về dòng nâng tiếng. Một con vang số HA 900 Pro. Bọn em đã setup toàn bộ phần số trên máy tính, đã setup toàn bộ phần số ở trên máy tính kia. Đó, đấy, và đã đo các thông số chỉnh chuẩn để trước khi là bàn giao đến khách hàng. Số đã chỉnh xong, Đó, các bác có thể về chọn là một trong các chế độ ở trên này để các bác hát. Mode đây. Đấy, nó sẽ hiện ra các chế độ bọn em căn chỉnh ở trên này. Đấy, các chế độ chuẩn này nhá các bác nhá. Có thể bấm một trong 4 chế độ để hát nhá. Đấy, về hoặc để vặn to nhỏ hát thôi. Một con quản lý nguồn bảo vệ thiết bị, một con đẩy chạy mạch CNH cao cấp mới nhất của VA40 PK688 Plus. Đó, thiết kế mặt tráng gương, có thể soi gương được các bác nhá. Có thể soi gương được. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là sang trọng. Quan trọng là cái dòng đẩy mạch CNH này thì nó đẩy tiếng ra nó rất là trong tiếng, nó sạch tiếng, nó giống tương đương với lại như loa từ Neo vậy. Đấy, sự kết hợp của những thớt đẩy loa và các thớt karaoke cao cấp sẽ tạo lên bộ dàn karaoke âm thanh sẽ làm vừa lòng quý khách khi mà đưa ra một cái giá tiền như thế này. Đó, 5 thớt karaoke sang trọng nhá. Loa từ Neo và súp trầm, ok chưa? Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh của em nhá. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh của em. Đây là những sản phẩm, những tem bảo hành chính hãng. Đấy, còn chính hãng. Đấy, tem ở trên này các bác nhá. VIP Pro đây. Tem bảo hành chính hãng của nó đây. Đó, ok chưa? Các bác mua hàng thì sẽ được bảo hành tại bên hãng luôn chứ không bảo hành cửa hàng các bác nhá. Đó là cái nhận biết là các bác có mua hàng được hàng chính hãng hay không. Ok dạ, hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh của em. Zalo 0374684491, các bác kết bạn Zalo giúp em 0374684491 để bọn em sẽ có tư nhân viên tư vấn cho bác.